Hello guys, welcome back to my channel, Emiro here. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, Emiro đây. Kết thúc mùa giải rồi, chúng ta có rất nhiều cảm xúc với cái mùa giải này vì là trong fan league của mình rất nhiều người player họ finish được top cao, Remy A, Dad Bunny, mà đặc biệt là Jonas top 1. Remy A mùa trước thì thôi quay comeback với top 4, thực sự phải nói là Remy A anh ta chơi rất hay, hay với cái đích của anh ta, đích thương hiệu của anh ta. Và ngày hôm nay anh ta sẽ cho mình làm gì play và chúng ta sẽ đi check. Ok. Zack real. Ok, chúng ta sẽ quay trở bắt đầu với bắt chắc của Remy Ellie và Zack. Zack anh ta chơi rất nhiều deck, anh ta để cho rất nhiều deck trong top ladder để anh ta chuẩn bị cho giải CIL Indo, chuẩn bị một tuần sau nữa sau. Ngay từ ban đầu thì anh ta đơn mai được chắc thì anh ta vẫn là chơi với deck cycle, tôi không thấy deck tạo deck. Cái đặc điểm của deck balloon này thì gần như là thứ hai là khoáng lên và thả spam. Khi nào mà anh ta hình dung được là đối phương có những cái thẻ bài nào thì anh ta mới dám đẩy balloon, còn gần như là balloon sẽ thả khi ta biết là Grimmy A ta có được chơi deck gì. Và thường thường là những top player họ chơi được deck này rất dễ để nhận biết được deck họ. Ví dụ như Remy A thì ta chỉ chơi một deck này mình đã đi có các bạn và theo dõi Remy A từ rất lâu rồi. Và anh ta chỉ chơi đúng deck kiểu Minor World Breaker và Rocket, chỉ có mình ta ở top 200 làm sao biết này. Đôi khi mà các player khác họ cũng có cái deck của Remy họ chơi không hay, họ chỉ chơi một vài mặt trắng thôi nhưng mà cũng là vẫn không chơi lâu dài. Có một cái điều đó là của Remy A ta có lợi thế hơn so với trong mắt chắc này, bởi vì là người ta có rocket, anh ta có chơi đua và anh ta có bom sao rồi, anh ta có thể nhìn fan bao nhiêu cũng tốt. Vì vậy là đây là lý do vì sao mà chắc anh ta có cái đường may này để tấu tỉa máu gặp anh ta để bao luôn. Các bạn thấy là tùy từ chúng ta, tùy trên mắt chắc mà chúng ta sẽ đẩy cái nào thôi. Đấy, các bạn thấy là hai bên cứ để Miner nó gần như là một cách chơi trong cổ Remy anh ta phúc vào trụ được. Anh ta chuyển sang chơi Miner. Có bất cơ thực ra để xoay nhanh hơn. Thứ nhất là một thả thanh xoay con khi. Con khi thì nó sẽ giết được con SP cực lực phí. Nhưng mà cứ một khi mà bắt cái sức ra thì bắt cái sức này đẩy ra lại gần lạnh cho con SP. Bắt được bắt cái con tài Miner rồi. Hai bên đang đối với nhau. Bây giờ Rocket phần câu chuyện này ơi đi ấy ở chắc tập của anh ta không. Miner lại bị bắt bàn. Chuyện khó bây giờ là nghiêng đầu rắc. Cho anh ơi đổi mới khi một cái thực sự đây là một khó kiếm. Mà không nhiều người có thể làm được điều này. Chỉ có các bạn có rất quen những cái đất kiểu này. Để đến cái sáng rất nhiều ram rocket không sắp ra bệnh rất tuy nhiên ra anh ta hay hơn rất nhiều. Mình không hiểu tại sao Remy anh ta lại không dùng những cái đó để đọc đẹp như mà Miner đâu. Ôi, phiên xét. Với phiên xét Tower nó lại không bắn vào balloon mà lại bắn chuyển sang bắn Miner. Một pha sai lầm của Remy. Sai lầm. Alaban. What the? Alaban anh ta chơi deck mẹo gì đây? Thực sự đây là một deck mà mình phải nói là chưa bao giờ có thể xuất hiện được. Hình như là anh ta Alaban anh ta đang cố gắng là sniper Remy chẳng đúng không nhỉ? Tại vì là anh ta sử dụng một cái deck mà không phải là Miner mà đây là Royal Giant mà không khác một cái gì cả. Cái matchup này nó buồn cười vậy.
rất là tiếc cho Remy ở trong cái matchup vừa rồi, khi mà người ta quá nhiều lợi thế để có thể thắng được, mà dù anh ta không thể thắng được. Anh ta không bắt bài để Miner, anh ta bị Miner tốn rẻ rất nhiều và bị Balloon vào trụ. Nhưng mà thông thường mà khi mà để kéo Balloon thì cần chắc chắn là để vào trụ thì các bạn phải, một là các bạn phải tiếp King Tower rồi, hai là các bạn đã chịu một hit. Khi bạn tiếp King Tower rồi thì các bạn chỉ cần sử dụng Soledio để kéo ra về phía góc này thì Balloon chắc không có một hit, chỉ có đam đến từ cái quả bom của Balloon nó nổ thôi. IC để lên. Thực sự đây là một trận matchup nó không fair play chút nào. Quán được mà. Remy ấy, anh ta cũng không sử dụng Quốc Bích cơ mà anh ta lại sử dụng Ryan Zion. Hình như đây là bích để spam, để cố gắng là bắt bài Quốc Bầu, nhưng mà đây đang đang chơi gần. Mình chơi rất tấn nhau, hai cái deck đều bắt chậm. Thế này bắt chậm thì cũng nhiều thú vị. Lúc giờ thì Remy anh ta chỉ chơi bằng Warmaker thôi, nhưng mà đây lại Royal Zion. Nên là đây là lý do tại sao mà cái bow, gần tự bow player vừa rồi công ty rất cao. Đến đây mình chi thêm là player kia cũng cao và sẽ được ra. Sorry mọi người, hôm nay tôi sẽ spoil trước cái của phòng của RMB anh ta chỉ sử dụng hai đợt của cơ. Nhưng mà đây là cái matchup mà anh ta sử dụng trong cả Finder và Royal Dragon Rocket được rồi. Chất lượng các bạn vẫn sử dụng được một ban khi sẽ đi fan bằng bom tower và bước tin bắt bài mai đầu chơi đâu chẳng hạn chơi đâu bao mà bây giờ là mình sẽ có lượng thứ rất nhiều. Đó là ý định của Alabama mà anh ta sẽ chơi đồ kéo ba đội về phía sau và nó sẽ dựng chỉnh cho mình thôi. Còn mình sẽ vào một lượng thôi, mình sẽ vào bắn thân với bạn chơi đồ tuy nhiên một phát súng tiêu đầu đàn đặc ngờ là có một cái ban con mất đi nó quay trở lại rất nhanh. Tornado vào đồng con này có một tiếng như thế nào không chỉ được Tornado trong lúc lên cùng với con quý và con mong sao lần nữa. Đây là người biến mờ đó một ít rất đau. Soledo có thêm 3 bệnh đa Soledo và Rock. Điều đó là sao nhưng mà những người mà tạo ra deck thường thường sẽ đánh hay hơn. Ok, Lollipop hay là ai? Alpha. À, this guy nhìn này chơi rất hay này. Thế nên này cũng chỉ chơi một deck thôi, đó là Warmaker, Miner và Mega Knight. Còn Remy anh ta có quay trở lại một cái deck chính của anh ta không? Miner, Warmaker. Cái deck của Remy A này anh ta không có một cái spell nhỏ. Và sẽ đây quay trở lại, đó lại Warmaker, Miner rồi. Đây là deck chính của Remy A. Và mình không hiểu tại sao là Remy anh ta khi sử dụng Fire Dragon trong cái matchup với lại Alaban. Mình đoán chắc chắn một điều đó là quá là sweet the player ít bầu. Ok,
không may lên. William, ta xử lý William, ta xử lý spell. Mình rất nhiều lần mình xử lý kéo mấy con như kiểu là Barbarian ở Warbreaker thử rồi, nhưng mà thực sự là không thể kéo được hai con vợ. Rất là khó để kéo được những con này. Bởi vì là cái tốc độ 1 giây rất là khó. Còn hai con Warbreaker nó cần phải gần như gần chạm một xíu nó sẽ đánh đổ luôn. Một hit của Warbreaker bên trái. Trời ơi. Một tôi đồ hơi muộn nhưng mà vẫn kịp. Và đầu tiên đấy, các bạn biết là đam mà của con Woodpecker thực sự nó rất là thốn. Trong cái tờ tiếp theo này, Remy anh ta sẽ xử lý con Mai, con mấy cái này bằng cách là bomb sour và dùng Muscity làm tank. Chứ không thể để một con bom sẵn một cái bao thôi nhảy vào bị Mega Knight nhảy vào chụp được. Tại vì khi mà nhảy như vậy thì chắc là sẽ có chụp đam. Trời ơi, hãy băng mà sẽ ảnh hưởng rất cao. Một pha xử lý của Remy hay. Khi mà anh ta đã kịp với Kim Tower thì một là minor của MC Brassy đã sẽ gặp được những chiếc này. Nếu anh tặng người ta là những chiếc này, những chiếc này thì sẽ là minor Big Tower của bạn, Big Tower. Đấy, 2 vị trí này. Bây giờ là 3 vị trí. 3 vị trí chạy như 1 vị trí. Không có còn điểm. Anh ta không tìm thắng đàn bác. Nhận trong tên một người anh ta thắng đàn bác sẽ là đúng hơn. Không có những cái tình huống bất ngờ. Rất nguy hiểm cái đấy của Ray Cool là người chăm ăn là không có một con có một cái spell mà của vật là rất chắc là anh cực kỳ là may mắn cho Rayman. Nhưng mà nó là kinh nghiệm đẩy Warbreaker và Miner Remy cực kỳ hay luôn. Ok, và đây là một cái deck mà quan trọng cuối cùng mà mình sẽ chia sẻ cho anh em. Một cái deck mà mình cực kỳ ghét, cực kỳ ghét khi mà mình gặp trên họp hoặc gặp những cái deck này cực kỳ ghét luôn. Đó là Royal Lion Psycho 2.9. Cái deck này nó cũng rất nó gọi là hack counter hop bởi vì nó có vừa bước với Summon vừa có Royal và Hunter nữa. Đặc biệt là bát các bạn có giác mà bây giờ nó sách cổ cũng hay chơi giác. Anh thầm chơi Lock có Crystal Man của mùa này để nó bắt lại mạnh hơn so với những kỳ thủ và những kiểu một Fireball cho mình cho con combo Warbreaker và Vanky Miner sẽ đẩy lên thôi, làm bác thả ra là có một hit của Vanky. Nhìn là hai hit chứ không phải là một hit. Cái này. Ôi, tại sao sử dụng một cái lock như vậy? Đây là một lock fail bởi vì anh ta có thể dùng để kiếm một cái đam của đàn của con lock để kiếm đâu đó 100 mấy máu của 100 mấy đam của con lock, nhưng mà vì anh ta hơi fail. Dùng ba khi đấy giữ lại rồi giết được Hunter này không? Hunter nó có ổn rất này. Woodbreaker ở phía bên trái một đàn và là một trụ nhưng trong tư thần. Mình nghĩ là không, thực sự là không được bởi vì là Fisherman mà đặt ở phía sau thì cho dù có kéo được Miner nó cũng không đập vào cái nó đập vào cái Miner. Một Fisherman bị tay hơn. Phải dùng cả Lock, cả Heal Spirit để defend hai con Warbreaker. Tốn quá nhiều đi. Nhưng bây giờ là cái là cân bằng. Đấy, của anh và anh đã xoay rất nhanh. Rocket Time. Đi cầu. Trên con kẻ Fisherman Hunter thì quá lại.
không còn support cho Royal Dragon. Sẽ có một hit cộng. Tấn công một hit của Royal Dragon. Vậy đó là Alpha ca sĩ. Nhưng mà có nhiều fan ca sĩ để có sao không chơi. Chặt được một cái mất mình có lẽ anh đang bất ngờ là cái gần có ít rock em đi hơi nhẹ và đây là thời điểm minor cam kỳ phát của tôi này là sẵn tấn công thời gian hai nhân vật nhận hay vẫn rất nhanh và đây là một nhân vật có thể bị chặt chân hạn. Và đây là minor là một cái cửa lấy lên và nó cũng sẽ là một cái tài sản luôn. Một cái cửa tuyệt vời. Pro player của khác. Ok. Và anh em nếu thấy video hay thì nhớ like, share, subscribe. Ok, cảm ơn anh em đã xem. Don't forget to give me a like, share video, subscribe. Thank you so much, guys.